Xin chào các bạn nhé. Video này mình giới thiệu cho các bạn con Utsuba lưỡi 18cm của nàng dao Tosa. Thế là thép giấy xanh. Thép giấy xanh nhé. Thép giấy xanh không ghi trên không trên tờ trên cái thông số này. Thép được nung ở nhiệt độ cao này, được rèn với nhiều lớp thép này, sử dụng cán hồng mộc này, khâu sừng này. Thì con dao này ở Việt Nam thường anh em không sử dụng nhiều, chỉ có thợ đầu bếp chuyên về về món Nhật đấy thì họ mới dùng đấy ạ. Này, có đường vân hao mon rất là có đường vân gợn sóng rất là đẹp này, sử dụng thép giấy xanh này, cán gỗ hình giọt nước đấy, rất là đẹp, hội tụ đầy đủ một con dao đẹp và giá thành cũng rất là hợp lý đấy. Con dao này không đắt, sử dụng thép giấy xanh này, được rèn nhiều lớp thép này, được nung ở nhiệt độ cao, rèn ở nhiệt độ cao nên là dao sử dụng rất là nâu cùn và bền. Đấy. Đường vân gỗ này khá là đẹp. Thì mình sẽ đi chi tiết vào thông số của con dao, nguyên trọng lượng, tổng chiều dài hay là bản rộng. Thì con dao này nặng 206g. Lưỡi cắt là 18cm theo thông số của nhà sản xuất là 18cm. Tổng chiều dài là 31,5. Này, bản rộng là rơi vào khoảng 4,9. Hay là 4,9cm này. Đấy, độ rời thì khoảng 4 ly. Đấy, anh em nào mua hàng thì có thể liên hệ cho mình ạ. Mình xin kết thúc video ở đây nhé.